chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, trên địa bàn toàn tỉnh Long An, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, sét. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ và nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Về tình hình thủy văn, mực nước khu vực phía Bắc xuống chậm. Dự báo vào ngày mai 13 tháng 11, mực nước ở các trạm chính như sau. Tại trạm Mộc Quá là 1,23m, tại trạm Tân Hưng là 1,91m, tại trạm Vĩnh Hưng là 1,88m và 2,3m là mực nước cao nhất được dự báo tại trạm Hưng Điền B. Trong khi đó, tại trạm Vĩnh Đại, mực nước được dự báo thấp hơn đạt mức 1,69m. Đối với khu vực phía Nam, mực nước lên theo triều. Tại trạm Tân An, mực nước cao nhất vào ngày mai là 1,4m, còn ở trạm Bến Lức là 1,56m. Trong ngày sẽ có 2 lần xuất hiện đỉnh triều, với khoảng thời gian từ 3 đến 5 giờ và từ 17 đến 19 giờ. Đỉnh triều ở hai trạm này được xuất hiện trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 giờ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Rãnh áp thấp xích đạo có vị trí 5-8 độ Bắc hoạt động yếu, lùi xuống phía Nam. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt động ổn định. Sau đây là phần dự báo chi tiết. Thưa quý vị, tại miền Đông Nam Bộ, khu vực này mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, sét. Ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Phía bắc miền đông có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, thưa quý vị, khu vực này mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, sét. Ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.